Đói xa tại sát thân phía này cả về bà hà rồi bỏ rủ xí công phong tại càng lãng bà tỏ tiết nơi nông đồ bọn đồn nét nơi chếp này mùi nơi đồ bọn đồn bà nà phía kháng cạn. Nơi bên này, xong bây giờ lúc Vladimir Zelensky bà thư nơi tập đầy rồi bỏ bà tiết này cậu bàn chùm rôn đoàn bà chia chôn đại nơi bà tỏ ruộng nơi nông đồ bọn đồn nét vì xếch nơi đàn đầy đà l'Ukraine nơi cực rộng bà nơi lại nó gồm phía vấn yêu ai bộ kê trả tranh bì đồ bọn đồn nơi đâm bây sở vạt tập hiếp hay còn miền bà chia chôn càng tài chán bàn trả tranh bì cái lại ruộng nơi bọc bộ kê đài rồi hôm bà đó bên ấy kê bàn đăng thà nơi miền chôn xì vơ chẳng lọc bì mập hay mơn tơ mập hay bì mơn nè nơi tập công phúc mà to ruộng nơi không đọc bọn đồn nơi lái nơi không đọc bọn đại cực rộng đào Ukraine. Nói bên này, lúc Vladimir Zelensky bàn bà đọc chôn xì vơ tặng ổ đài là công phung rùa nơi nơi tạm phần này nền nền nơi đọc bọn đồn nét phía kháng cát đã thất cả rộng ca cực rộng đọc Ukraine nguồm khả nha chạy chạy tử. Thôi lại nơi khả nộm lông xôn đoạn cả thang nơi phía dục chơi đấy chạy phía rộ thầy nị kêu lúc Zelensky bàn dây thà cà phê bà dụt khả nha nơi đọc bọn này công phung miên sập hiếp khẳng khả. Lúc thà bên này, mà nút căn tài tràn, bàn chạy tranh bị đồ bọn đồn nét hai. Chùm này, bộ lộ rộn mùi chùm nôn tội đài nơi xe xo nâng trời con tùa bà rù xì xâm lạp mạng khán bà sân chìa bộ kê bàn to nơi tì nục tiên. Đồ bọn này, bàn mơ khơi cả bà tình kịch khí nét đó khăn khá xa rô bè đà miên cả vì rô tùm mộng dứt dứt. Vì cầm lạc rù xì đài bàn cực cực rộng đài đây đó thông rà bọn này rùi tài nục. Lúc bà rô thương ở Opilat Pip đã bày chui sang khu vực manu chỉ trán, nâng tốc sát ở phía phía về cam đại bằng co lang đầu Russia bàn trán tam đại thừa tập bàn, dùng tam cả ban Parman ở bắc Ukraine, nên mình men chỉ lực tìm mũi tên đại các đồng nhà thợ Ukraine bàn Prab đòi Polarot Ukraine ở trạng chèn, cả chút đồng năng ở phía cả chấm liệt phía rota bị bán bàn Parmian Tha, rồi đây là nghĩa đại năng mặt đòn phía Khamuk, nâng phu ai sát thành Pip can tài giáp dồn kháng phía sẽ xâm phạm cổ mà. Tôi đã xin cái chốn dừng cái lấy từ mơ cả vì Praha mũi tên. Vẫn là những bạn đang thả nơi phía kháng cát ở Rússi khi cầm bông miền priếp hay nơi phía kháng thọ bông ở này. Có Rússi nơi tại bóng cá nơi cao vi bà hà rồi bỏ bộ kỳ đối khí bằng tay còn tại cầm lăng ở bóng Ukraine. Còn bị tựa tụi bà nơi ở vụt thôn thông ngôn chỉ tràn bị lục kháng lệch ở chiếc sống bọn mất nó cứ bàn bóng cá nơi cao vi sẵn thọp tới với nơi khổng bóng đón. Vì đoạn đám dược đồng bọn phía kháng thọ bông đại bà chạp bón cầm bông sẵn thọp khăn nơi khổng tì krong khờ xuân. Bọn tay cả lệch tầm mơ tì krong mùi tiết cứ tì krong Mykolaiv. Mykolaiv này có chế tì krong mùi nơi phía kháng thọ bông đại. Cả vì bà hà rồi bỏ rủ xí cái nơi tại miền cả vì bà hà kháng hay cả vì bà hà mùi rồi bỏ rủ xí bàn bà chôm tới lưu lúc nơi tháng rồi bỏ mà hà sẽ thay phần này cả sẽ cảm ơn rồi bỏ Ukraine. Cả vì bà hà này cả vì thằng ngày tất mà sao mà như anh cả vì bà hà đã bà chôm tới rồi bỏ mà hà sẽ thay cả sẽ cảm này cứ bàn bàn đá lòi mà hà sẽ thay cả sẽ cảm rụp nút bàn bạc bóng chí vứt hay phê ở dưới rồi bỏ lúc có bàn bạc bóng chí vứt đài. Cả vì bà hà này bàn thưa ai bà thư nơi tập đầy Ukraine lục Vladimir Zelensky bàn bằng hai nhà ca cho ruộng rộng lệch tốc đào cổng cổ xa nâng mất phẹt rồi bà hà sẽ thay phần này cả sẽ cảm ơn nó. Mà hà sẽ thay rộng nó miễn chứ mô thà Oleksiu Vada Thursky nâng phẹt dìa rồi bà lục phong đá có bàn thật tuôn mô rộng nạp hiếp cảm cảm bánh plong rồi bà rủ xì. Lúc Zelensky có bàn ổ côn phong đá đào bà chia bà rộng này khả nông tì cổng Mykolaiv xâm rạp hiếp smọt trắng nâng xâm rạp ca ca phía tì cổng nâng đồng bọn rồi bọc bộ kê. Cả bị thằng ngạc tất, ông gặp hiệp xe và xung cựu bản tôn ở bọn Ukraine bàn chạy đồng lệch video này cổng bởi luật ạ kịp hay nâng cổng chui xung cựu hút ai cổng bông bởi dụt nâng ạ kịp hay bản tôn bị cao vi bà hạ đầy cổ bà kết ở bọn Rússi tới lưu cổng bông Pai Mykolaiv. À bị bà cổng lục Vitaly Kim bàn bình chạy cả bị thằng ngạc tất thá cả bánh phá lao mặt đào ai sẽ thay đó miên bóng phót mà nè ở bọn Ukraine cư lục Oleksiu Vada Thursky nâng phẹt đi dê rồi bỏ lục bàn xa làm. Lục Vada Thursky cứ chỉ nạ đất nguồm phần này phần này chạy cám để tôn thân nâng cổ rộp thôn nhà chiết đồ xung khăn. Sơn kìm đã rủ xí lực tốt phiên biên Ukraine mà đọc bình này việc miền rời dạp bê chương mở rời học sắp thay bằng khảo. Bởi thiên nhiên tập đây rủ xí Vladimir Putin đã chỉ nạ bằng chìa ở lực tốt rủ xí lục lùi bởi tì Ukraine. Nơi bình này trở bàn bí phục lục chặt tục thà chỉ mê đất nguồm này bởi tìm hàm lại mùi cao cả nâng ประเทศกาบมพอดประเทศมุนิอะไรนี่เมืองนอมมุนิบันกำปองแต่คลายจิตสตรีในเมืองนอมระบบปุ๊บประจำประเทศนั่งเนี่ยประเทศตะวันตกเนี่ยสลันสไลพีในปีได้สิ่งเตรียมทะเลดอกจึงมรอยหกสัปดาห์บุกนี่รัสเซียบังคับอาวุธตุ่มเลือดตุ่มเนื้อระบบลุ่นเชื่อบรรดาบรรดาหอยปัตย์แต่เอาไว้ในรัสเซียเขาจัดครั้งนู่นคือรัสเซีย
ក៏អាចសម្រេចបាននៃការវាយកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីសេឡែនស្គីឲ្យដូចបំណងនោះទីដែលពីមុនមកដែលនៅមុនការលើកទ័ពឈ្លានពានដល់ទៅ30ម៉ោងនោះគឺរុស្ស៊ីប្រមានទៅរបបនៅទីក្រុងគីវថាយ៉ាងយូរ72ម៉ោងត្រូវកងទ័ពរុស្ស៊ីវាលុកចូលរដ្ឋាភិបាលនេះបានហើយហើយយ៉ាងយូរ1សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យ ដែលដីអ៊ុយក្រែនទាំងមូលធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ីតែទីបំផុតពុំអាចទៅរួចនោះទីសង្គ្រាមចាប់ដើមពួកប្រចាំប្រទេសក៏ចាប់ដើមដាក់វិធានការតនកម្មស្រូចនៅទឹកឃ្លៀងទៅលើរបបលោកពូទីនបន្ថែមលើនេះពួកប្រចាំប្រទេសស្រុកគ្នាបញ្ជូនសហភាពសូវៀតទៅជួយគាំទ័ពអ៊ុយក្រែនសហភាពសូវៀតរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសសិតតែទំនើបទំនើបទោះបីជាធនស្រាលហើយក៏សិតតែទំនើបផងដែរទីបំផុត សហភាពធន់ធ្ងន់របស់ពួកប្រចាំប្រទេសបានកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងដៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់សិតតែមីស៊ីលវងប្រនបត្តិការមធ្យមនិងវងប្រនបត្តិការឆ្ងាយផងដែរមីស៊ីលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតហៃម៉ាស់បានកំពុងតែរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនឲ្យវាយកបានទីតាំងទាំងឡាយណាដែលផែនការរបស់លោកពូទីនដាក់ចុះទីគឺ ពិសេសនៅភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងប្រទេសមកដល់ពីនេះរុស្ស៊ីដែលពី3-5មនុស្សអួតអាងថាខ្លួនគេបានរឹបអូសហើយនៅភាគខាងកើតប្រទេសនៅតំបន់ដុនបាក់តែទីបំផុតមកដល់ពីនេះដុនបាក់ធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងសាហាវបំផុតហើយភាគខាងត្បូងក៏កំពុងធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមយ៉ាងសាហាវបំផុតផងដែរអ៊ុយក្រែនពេលខ្លះមិនត្រឹមតែទប់ទល់បានសង្គ្រាមវាយលុកពីរុស្ស៊ីនោះទីគឺរុញច្រាននិងដណ្ដើមបានទីតាំងខ្លះ មកវិញផងដែរការដែលអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពដូចនេះគឺដោយសារតែអាវុធធុនធ្ងន់របស់ពួកប្រចាំប្រទេសដែលផ្ដល់អាវុធធុនធ្ងន់ច្រើនជាងគេទៅឲ្យរុស្ស៊ីនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញអាវុធធុនធ្ងន់របស់ខ្លួនជាច្រើនប្រភេទទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលរ៉ុកកែតហៃម៉ាស់មានប្រព័ន្ធមីស៊ីលបាញ់នាវាចម្បាំងហៃពូនហើយថ្មីៗនេះអាមេរិកនឹងបញ្ជូនមីស៊ីល នាន់សានដែលជាប្រភេទមីស៊ីលបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរបន្ថែមលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិចារណាក្នុងការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង S16 និង S15 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទៀតផងខណៈដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវឹកវើបើកបរយន្តហោះពីរប្រភេទនេះនៅលើទឹកដីរបស់អាមេរិកនៅពេលដែល ចេះស្ទាត់ជំនាញហើយគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងប្រើប្រាស់យន្តហោះ S16 មកធ្វើសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងដែលជារបស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជ្រេតពីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីន ចង់កំហឹងខ្លាំងណាស់ប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថាអាមេរិកកំពេលនេះកំពុងខ្លាយជាគូប្រជែងដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់រុស្ស៊ីលោកពូទីនស្អប់បំផុតជាដូចនឹងអង់គ្លេសផងដែរឥឡូវនេះលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានព្រមានទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាឆាប់ៗនេះលោកពូទីននឹងបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធមីស៊ីលល្បឿនលឿនជាងសម្លេងគឺមីស៊ីលសាខុនដើម្បីវាយកំទេច នឹងទៅលើទីតាំងទាំងឡាយណានៃដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ឃើញស្វាគមន៍ឬក៏ប្រតិកម្មខឹងនឹងរុស្ស៊ីនៅឡើយនោះទេប៉ុន្តែអាមេរិកមិនដែលចេះខ្លាចមហាអំណាចរុស្ស៊ីគម្រាមដងណានោះទេតែពិតអាមេរិកមានប្រព័ន្ធមីស៊ីលយកទៅដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីអស់ទៅហើយសត្វតែមីស៊ីលអាចបាញ់ដល់ទីក្រុងមូស្គូផងដែរមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានថាហាក់មានប៉ាត្រីយូតជាដើមន
Putin bật cam khăng năng Amrit nu pro lục Putin chào xã hội Amrit tha chi nè riệp chấm thưa ai à sân sóc nực nong đầm bắt ở rập hàng cờ chi phí xe chào lục Putin chào xã hội Amrit tha chi nè riệp chấm con toa đầm bay bom plan xịt đầy sóc sân sóc chấm pu prati Rusi rập hàng luôn đại sa tại Amrit miền sầm quan âm mật nơi ông Canato sạt tại cho prom đây nơi prati Rusi ốc thực hỏi chẳng đi hơi sạt tay lục Vladimir Putin premier prapra avut đo tầm nước robot luôn cứ missile sạc còn lươn chiên xâm lấy đi đập bay vì công ty cô đại tương lai robot sạc rốt Amrit nâng phụ phải chấp bởi tì đập bay chiếc bằng to tiết đi xong sạc đập ca presen rốt bằng thaym đại krom 7 info đại miệng đôi to tên đi Vladimir Putin premier
ថារុស្ស៊ីអាចនឹងប្រើប្រាស់គ្រឿងមីស៊ីលទៅខុនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់រុស្ស៊ីនិងចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកគំរាមកំហែងចម្បងគេប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃទឹកបានចុះហត្ថលេខាលើគោលលទ្ធិកងទ័ពជើងទឹកថ្មីមួយសម្ដៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាគូប្រកួតប្រជែងចម្បងមួយរបស់រុស្ស៊ីបានកំណត់មហិច្ឆតាថារុស្ស៊ីគឺមានដូចជានៅតំបន់អាក់ទិកនិងសមុទ្រថ្មីតែម្ដងថ្លែងនៅក្ន
ហើយត្រូវបានគេប្រដូចឬរុកលោកប្រដូចខ្លួនទៅនឹងស្ដេចឆានីធិតផងដោយនិយាយថារុស្ស៊ីជាមហាអំណាចសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យហើយបង្កើនជំហរជាសកលរបស់រុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យកងទ័ពជើងទឹកលោកពូទីនបានធ្វើសន្ត្រកថាខ្លីមួយដែលលោកសន្យាថាលោកនឹងប្រើប្រាស់នៅកំជ្រួចមីស៊ីលសឺខុនដើម្បីធ្វើការដាក់ពង្រាយដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងគូសត្រូវហើយរុស្ស៊ីមានឥទ្ធិពលយោធាខ្លាំងក្លាណាស់ប្រឆាំងនឹងអ្
Hay bà tam telegram rập đòi áp bà crong cứ lục ra vô sự giáo nước của ban hành thang cao việt prahani thuê lang được crom phụ nazi ukraine tạm đồng đại miên cô bấm nói được nâng cao bấm plan cả prorupiti rập bỏ phía chân rusi khi nó càng nên tìm việc còn tập trường tật hay lục của ban prakar phong đai áp chế prorat đất nước nâng được bón môi nút trời tài ban đăng ẩm pi rừng lai sang từ sốt tăng hành nâng xã ca chủ mưu na nhà thôi đầm bay ca pi luôn chấm này lục sở hi prachuk đại chi nẹt nông pi đầm bón yêu thiêu odessa nơi prati ukraine ban tràn trào cả hàng rập bỏ con cầm lang rusi đòi ni dây ha ok cứ cầm phong ta bằng co rương ao việt thông đông nước nông bền này đòi lục bản chuyện từ can với chu Azizray Rob đàn dây thá ca rụm đỏ Crimea pi crom nè lục lùi giờ anh thua ban tam ca ở vòi về thiên là cáp xây nền miền bắc sơn tập hiệp tràn chính này của các sông qua thang sông bắc mai robot rusi miền nơi nền viết chỉ tràn via miền cầm phong phai đòi sông khăn môi cứ Sevastopol đại thân nơi phía này đây nơi ở bắc thuộc Crimea tại nhà này có đòi cái đây Sevastopol có đồ chiếu vật thuyết đại lý sinh thân sẽ sọt được tây tiết căn cấp đời rồi si đòi ca pra pra nơi cầm lăng chạp vô Crimea tam dạy bởi chìm tệ cho năm phía đọc bốn nơi ta trời kê tổ tư sọt chia sẽ có thang chụp này mùi rồi bỏ Ukraine tại bản đồ xâm rạp khang Ukraine mang lực lăng thao rồi si tù vinh tế đại bằng co hai cứ cầm phong tay ốc lọc bằng nhà hạt chỉ kháng tại nơi bên đi tổ tư cả thật cao thuốc cho anh trả
ជាបន្ទាប់ពីអ្នកទោសសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនចំនួន40នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាត្រូវបានសម្លាប់ដោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអូឡានីកាវជាផ្នែកមួយនៃសាធារណរដ្ឋដូណេតហើយមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានសម្លាប់អ្នកទោសសង្គ្រាមនិងបានបាញ់វាប្រហារចូលដល់រដ្ឋធានីគៀវទៀតដែលប្រើប្រាស់នៅកំភ្លើងធំចល័តខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតែម្ដង បាទតែសេចក្តីជំនឿឡើយនេះយើងក៏លើកមើលព័ត៌មានវិវត្តអំពីវិបត្តិសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះការវាយប្រហារគ្នានៅតែបន្តកើនឡើងយ៉ាងកក្រើកពិសេសគេបានមើលឃើញថារុស្ស៊ីនៅតែបន្តមានប្រៀបខ្លាំងនៅតំបន់ភាគខាងកើតពិសេសនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសដែលបច្ចុប្បន្នការវាយសម្រុកខ្លាំងកំពុងធ្វើឡើងនៅដូណេតដោយសារតែដែនដីក្រៅពីនោះដណ្ដើមបានអស់ហើយនិងនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងត
rốt ẩm rích. Nâng ông ca nà tô ni, cứ chìa nẹ cùng riêng cùng hai dạng thông ngôn thông ố, tự đo xôn tài sọc chuyên ở rộ bỏ rô xì. Dương tàm cô ca con tòa chương tực thăm mây ở rộ bỏ rô xì đài trời bàn cho hàn tà lê khá đào dịp rô thư nê tập đầy Vladimir Putin ở rộ bỏ rô xì ca bị thịnh ngạc tích. Cảm chia dìa mà rộ bỏ xã hạng rốt ẩm rích khăn ông ca đã xâm biệt nơi mà hà xâm mốt. Nâng ca phùng rích ạ tì bố rộ bỏ xâm bọn dô thịa nà tô, cứ chìa ca cùng riêng cùng hai đò thông bóng phốt đài rô xì cùng phong bà chôm. Ai kia xa cầm ra 25 tầm bố bàn này dây thá. Cả bật quốc bật chơi nhưng cả cầm riêng cầm hành đó xoắn thể sọc chiếc nâng cả ạ phí vọt. Cứ chiếc cả một thổ dụ thật xa rồi bỏ tì cổng vào xin tàu. Nơi khăn ông cả bắt đầu tìm bố. Cứ rộp xong cót mà 25 tầm bố nền nê rồi bỏ bị phục lúc. Hào giả đại trả nà xong bốn dô thiên nà tố cầm bông rộng cấl. Tờ rộp bông đại nền nê rồi bỏ hồ xì. Ai kia xa cố cả con tòa chương tật thâm mây đài cho hàn tà lê khá nơi ngay tị viê con tòa chương tật ở Rússi, Russian Navy Day. Bạn dây thà bà nhà hạ bà tây khăn ông ai kỳ rịch nâng cố lý dụ bài kháng cây rô bằng Rússi, bởi chôm nâng vị thiên nạc cao viê bọ phí xa hạ rốt ảm rích, nâng xâm bọn ảm mật ở bọc luôn. Đài miên cố lý dụ bằng hai ạ tì bố lô rô bọc bộ kê nơi khăn ông bị phục lúc rùm thèng nơi mà hà xâm mật nền nê rô bọc luôn phong đài. Tí cơ rô mô sku bàn chặt tốc xâm bọn dô thiên nạc lúc khẳng lệch đã chia sẻ trời ở bọn xã hạng phiếp Sô Viết. Ông Long sẵn kìm phải chạy thà chia ca cùng riêng cầm hai anh đo chút ở bọn luôn. Đói ca bà 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 kỳ đây sẵn khâm xa mà chạy cập phiếp ở bọn Ukraine. Đã bây bình chạy phía phiếp sổ chạy bạp ở bọn luôn. Khi nông ca về lúc ca bị thang ai ti mà phải buồn cùng phẻ. Ai kia xa này là dây thà thì cổng Moscow nâng chia dìm bùng rừng trong hồ chiên mục ở bọn luôn. Khi nông ca xa rào chiếu nâng ca rụt thôn thiên ở rai ở bọn luôn. Nâng đã xa xa thay ra phiếp chia dứt thật xa nơi tì nụ. Tạm dạ ca bùng rích xa cả đàn ở bộ này còn nửa viên kháng chướng nâng mà hà xa cổ Pacific.